Bueno, sí. Bốc thêm nữa đi về tầm này à? Đi vào đi. Trẻ nhất người chìm nhà. Chắc lại ra đấy. Trật tự. Công nhận không nghĩ cháu mình thông minh thế. Cô đi quay lại đi, quay lại đi. Sao mấy cái bài này cứ đang vẫy chiên thì cứ lanh quanh đi vòng nhỉ? Bảo từ từ đã rồi. Chìm sổng quá thuần luôn. Ô, lẫy làm sao? Chết nhá. Các người đã xem clip của bố Khánh Linh. Cháy nhức người luôn.